sách to to. Ăn vô sao ăn cái nhớ má hoài luôn á. Bún là đúng rồi, muốn tôi bún sóc trăng, sóc trăng có nồi tôm, hậu nó lên trên này nước ngọt không có tôm này đâu. Thèm rồi, chưa tới bụng rồi. Làm rồi cũng tới trưa luôn. Nè, anh thích xương em cho anh cục xương nè. Vô làm cái bún ngon quá. Chào cả nhà đã trở lại với kênh Thối Bếp Miền Quê nha. Hôm nay thì mình sẽ làm bún nước lèo Sóc Trăng nha cả nhà. Để làm bún nước lèo Sóc Trăng thì ở đây mình có một con cá lóc nè, với một ít tôm. Đây mình có thịt heo quay ha, mắm. Đây có bún, với ăn kèm thì mình có hẹ giá nè. Đây mình có ớt với xả với ngải bún nha cả nhà. Một lát nữa mình ra vườn á, mình kiếm thêm một ít rau muống với bắp chuối nha. Để mình ăn kèm với bún. Giờ mời cả nhà cùng làm với mình cho vui nha. Làm bún mắm này thì có cá lóc đồng thì càng ngon nha cả nhà. Đây thì mình không có, mình mua con cá nuôi nè. Mình làm thì mình thứ à. À, có con cá lóc mà mình khứa trên thớt thì nó dơ thớt ha. Xong để hồi mình cắt thịt quay, mình cắt trên gỗ luôn. Giờ mình đi luộc cá với tôm, sau đó mình đi nấu nước lèo nha. Nhỏ rồi vừa bị ôi trộm. Em tính làm món gì bà dưới à? Em làm bún nước lèo Sóc Trăng. Sáng ngày cái ở không chịu nổi đi dọc sình đi hả ta la. Ông bảnh thì ông xã mình đã bắt nước giùm mình ha. Giờ mình qua đây mình chặt heo quay, mình chặt cho miếng nhỏ nhỏ cho vừa ăn. Hồi đó giờ anh có ăn bún nước lèo Sóc Trăng lần nào chưa anh? Chưa có đi Sóc Trăng. Bữa nay ăn bún nước lèo Sóc Trăng nè. Không,
nào? Năm á. Năm. Ủa quê ông ở Sóc Trăng hả? À, ở Sóc Trăng người ta ăn bún khác ở xứ mình anh này. Người ta ăn bún ta có heo quay rồi có cá nữa, có tôm. Ở đây mình thì ăn chỉ có tép rồi thịt à. Ăn cũng như mình mà cái bún khách nó nấu khác. Nó ăn nó cũng nhai vậy. cái cách nấu của nó à. Anh có qua châu Phi chưa? Thấy trên YouTube không phải không? Xã này mình đập giật rồi mình cắt khúc ha. Thì bỏ một lửa không dớt không cắt trước. Lạc không? Nãy bún này á, ít thì mình đâm cho nó dập cho nó nát ra ha, còn nhiều thì mình đập dập. Này mình đập dập. Phá dọc sình dữ luôn thôi chứ. Nãy bún này ít á thì mình đâm cho dập, mình bỏ cho cái túi này mình lượt, mình lấy cái nước ra. Còn này nhiều thì mình đập dập hồi mình vớt ra. Cá đừng luộc chín không nghe anh ơi. Vừa hồi chín tới được rồi. Này không nói dễ chồng lắm, làm sao chồng mà bỏ cái đống rác mà sao không thấy nó lên. Này thì mình cắt khúc ra cho nó vừa ăn ha. Ở đây này cũng mâm rồi đó. Mâm không? Đúng không? Mâm rồi đó. Để nấu nước lèo thì mình dùng hai loại mắm ha. Ở đây thì mình có 200g mắm cá linh và 200g mắm cá sặc ha. Không có linh không hết đâu. Không, miếng rồi. Miếng không? Ngoài có mấy trái xài mà nó chín rồi. Sáng nó bụng một trái. Đó, mắm cái gì? Cái này để em coi chứ hả? Cái này cá linh nè anh ơi. Bỏ vô đây nè. Đó, dễ, để bảo. Cho nó ra cái nước đi, còn ăn bắt cái con lại thôi. Ừ, thầy ngon rồi, sao mà sụt hết trơn vậy trời ơi. Nó đũa đâu hả? Cái này có xài ổi ha, cái ổi mình chưa có trái già. Mình lửa lửa vậy, gấp lại đi. Nữa thôi. Đi đi đi. Cái mà chạy mất. Rồi. Rồi. Anh để đại xuống dưới đó đi. Nè. Bắt cái thầy. Rồi để đại. Rồi. Chén. Ông xã mình thì phải ăn mắm sống với xài lắm. Ủi đồ á. Cái này là cá sặc nha, với cá linh nè, mình trộn chung vô luôn. Cái còn mắm ngon quá thì kiếm xài này. À, bẻ hàng nhiều với em ăn chứ coi. Thank you.
dạng xài mắm nè, xài mắm sống. Này mắm cá linh. Ở miền Tây mà mắm cá linh. Mình cá linh. Cố gắng mùa nước này em làm mớ mắm cá sặc này. Thèm không? Có ai thèm không? Ăn thấy thèm á. À, mắm mình nè, lượt cái gã ra hết nè. Mình lượt lấy cái thịt, mình bỏ cái xương ha. Cho miếng nè, xài. Miếng xài chua không? Ăn cái mắm nó không chua. Ăn xài chua, ăn cái mắm nó không chua đâu. Không có gì. Ăn xài với mắm phải ăn gì nè? Nó là cái vô miệng cắn này thẳng cá. Rồi cả nhà ơi, cá mình đã luộc vừa chín tới nè. Bây giờ mình tách ra để mình lấy cái bóc bỏ cái da với mình lấy xương ra nha. Cố gắng mình lấy cho cái miếng thịt cho nó bự bự, cho nó đừng có bị bể á. Cái phần da cá này với xương cá nè, hồi mình bỏ vô mình nấu nước lèo luôn ha. Ở đây là có lằn xương hôm nè, mình lấy mình tách cái xương ra luôn ha. Nó cũng có xương sườn với anh. Nó là cái xương sườn. Nè, cái xương sườn nằm đây nè. Gắp hay gì? Nhìn giá thiếu mắm à. Mắm hả? Nãy em thấy sợ lấy nhiều quá cái nồi mắm á, nồi nước lèo nó không ngon. À, chừng nào anh ăn xong anh ra anh bẻ giùm em trái dừa nha. Rồi hết rồi. Hết hả? Hết mắm rồi, còn sao. Ôi dạ. Trái hả trái? Hai trái đi anh đây, cho nó ngon. Mắm. Mình cho hai trái dừa vô để mình nấu nước lèo ha. Ba trái à? Hai trái. Nước à. Nấu nước lèo này thì có hai cách nấu nha. Người thì người ta luộc, ta lấy nước, người ta lấy nước trong. Còn ở đây thì mình cho nước
cho hết cái xác mắm mắm này vô mình nấu luôn. Mình nấu mình lấy cái thịt mắm á, thì cái nồi nước lèo mình nó ngọt hơn ha. Còn mình lấy cái nước trong không á thì cái nước lèo mình nó trong nhưng mà nó không có ngọt. Ở đây thì phần nước luộc thịt với tôm, luộc cá với tôm nè. Bây giờ mình lượt mình lấy cái nước luôn. Rồi bây giờ mình bỏ ngải bún với xả vô luôn ha. Cái này mình nấu xả với ngải bún khoảng 45 phút đến 1 tiếng cho cái phần ngải bún nó ra cái phần nước nước thơm nha. Mới rồi bún giờ cho nó ngon. Nồi nước mình đã nấu xong rồi nè, bây giờ mình cho gia vị vô mình nêm cho vừa ăn khẩu vị của gia đình mình nha. Đây mình cho vô một ít bột ngọt nè. Cho vô một ít đường luôn. Rồi, bây giờ mình vớt ba cái ngải với xả ra. Rồi mình làm xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình chuẩn bị ăn nha. Này ra muống nhà nè, mình mới chẻ ra nè, tươi lên ghê luôn ha, nó giòn nữa. Cho anh tô khổng lồ ha. Ăn tô khổng lồ hay gì? Vừa ạ. Cái nồi nước lèo này em nấu bằng thịt mắm nè, nó không trong nhưng mà nó ngon lắm anh ơi. Trời ơi, lèo mắm mà sao trong được. Có phải có lần có thịt mắm mà gần chảy như vậy sao? Cái này nấu nhiều mà ít nước á. Người ta nấu nước nhiều nó sẽ trong cái nước mà nó không có đỏ gì. Rồi, giờ mình cho tôm lên trước đây. Thả tôm lên. Thả tôm lên. Muốn ăn muỗng à? Ớt này sắp to con.
Ăn vô thôi ăn cái nhớ má hoài luôn á. Rồi cả nhà ơi, bún nước lèo mình đã nấu xong rồi nè. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với hai chồng mình nha. Hôm nay lần đầu tiên mình đã nấu bún nước lèo xúc chân đó cả nhà ơi. Rồi ăn đi anh. Quá, mà cả nhà nha. Bún chanh đây. Bún chanh đó, chín chua. Đây, chanh đây. Chưa tới bụng rồi. Làm rồi cũng tới trưa luôn. Nè, anh thích xương em cho anh cục xương nè. Đặt đi. Uống nước này, uống nước này ngon. Được không? Được. Nó mới vừa là ngọt. Ngọt ngọt thanh ha. Cái món này làm hơi dài quá. Mà cũng dài quá. Tính ăn nhà nó mắc cười cái. Nó qua ăn gọn gọn chút ăn lại quýnh vỏ luôn. Giấu không quýnh vỏ. Vô làm cái bún ngon quá. Không mời thấy ăn cơm không à? Ăn đỡ làm bún không? Bây giờ bữa xuống đây mình còn tôi bắt mối hả? Bắt mối cho bạn nó còn phần cho nó nha. Hả? Nó còn phần cho nó nha. Ừ. Nó bún rồi. Thím bà nhà đòi nấu cơm bán á. Bán cho mấy người, mấy chú làm cầu á. Mà đi thì chắc nó không làm được đâu. Ừ. Hỏi người nó ngon không thôi. Nó mang nhiều. Bún này đúng rồi, muốn tôi bún sóc trăng mà sóc trăng có nồi tôm. Mình hậu mình nói cho này nước ngọt không có tôm này đâu. Chưa đặt sóc tôm hả? Ừ. Nước ngon lắm. Ừ. Anh hấp nước rồi. Nó nước rồi mới no. Nó nước. Nó nước. Đầy quá chị coi. Cái nước hấp nước không có hồi dư thịt nha. Có nghe bún luôn, cái mùi nó lạ lạ ha. Cái mùi nghe bún. Cái nào mà nấu mùi ghiền nữa ta. Cái mùi ghiền luôn. Con cái ghiền mà mình xấy tỏi mỡ nó thơm lắm mình ơi. Nó có hôi như ghiền sống. Con này chắc no tới chiều quá. Anh làm con là bán cả no bốn được nhảy bán được không? Không được luôn, mất món cho làm.
Còn đó thôi nữa. Làm bán thì được rồi đó, rồi mình giảm thịt, giảm tôm lại. Còn vậy là khả năng á, bán nhỏ khả năng. Thôi. Ôi, bắt đầu mấy quế xuống đó, mấy đất kỳ xuống đó lắm nữa á. Đừng lại vô. Ở nhà của Nút bảo á, nên cho mình làm mình bán được. Nó ăn ngon thằng nữa, nó không lỡ nó ăn cái gì. Sáng thì mình nấu xôi bán. Bán lại như không? Cá này cá nuôi mà mình nấu vừa cũng tới ăn cũng dai ha. Nó ngọt à. Cá nuôi à. Bỏ thêm miếng bún ăn vô miếng nước nữa mới ngon. Mình có chấm. Đã bún mắm mình chấm gì vậy? Tôi muốn 25 ngàn, 20 ngàn, được chút xíu đó. Thôi bà muốn cái gì? Nó trả. À, ở ngoài chỗ nhỏ chỗ cây cốc á, nó ăn tô bún mắm mà nó nấu nước không được cái gì đâu. Nhỏ là ghẻ rồi đó. Ừ. Có 2 miếng cá thái à. Với 2 miếng thịt luộc. 20 ngàn rồi. Cá cá cho ông Sương cá. Cá ăn cá rồi. Cá 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 cá. Thay mấy sườn cá. Mấy cá. Bỏ tao nè. Có ăn là chứ không lỡ đâu. Lạ 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 lạ. Mà thấy lớn rồi đó. Lạ. Nó không có cái ăn. Ba cái bò sàng hôm qua ăn còn dư bỏ xuống ăn hết trơn. Con nào chê nó không chê. Nếu mình nuôi giờ quay ngon ta. Đó nè. Mày mốt mua con gì nuôi á? Nó những cái quái nó xuống chợ nó biết làm nào. Đúng không? Cái 5 tháng 5 thôi. Kìa, đã muốn hết rồi, ba ăn cũng nguyên à. Em ăn hết rồi, mình tại mới uống nước á. Anh hút nước. Đúng rồi, có bún rồi, bún đặc biệt. Mua cho cả trăm ngàn đúng không? Ăn mà cho giá hoài vậy đó. Bộ đâu bán, đâu đâu thấy đâu bán đâu. Người ta bán, người ta bán rẻ. Người ta bán 5 ngàn. Thịt heo quay, người ta sắc mỏng giờ nè. Như mình để bánh mì đó. Con miếng này lần tôm nè, một miếng này là tao sắc ra là đã mua một tô rồi. Ừ. Là một con tôm lần tô là nó con tô hai ban tôm thịt thì sắc miếng nào nó bự bự. Là 35 ngàn tô rồi. Ừ. Ăn miếng bán miếng. Ăn cái tô bún như nãy giờ mà hai người chơi cho lộ lộ kiều trong đó vậy.
giúp em đi. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình làm bún nước lẹo Sóc Trăng ngon quá cả nhà ơi. Đến đây mình cũng xin kết thúc clip nha. Cảm ơn cả nhà đã vào xem clip của mình. Cả nhà xem xong nhớ cho gia đình hai vợ chồng mình xin một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ nha cả nhà. Chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo nha. Chào cả nhà.